khi những người bà con của chúng ta mà ở nông thôn ra thì họ cũng không có rành, họ cũng không có rành cái việc là cái địa điểm ở đâu cả, nên là tìm kiếm thì cũng khá là khó khăn. Vậy là đây là vào ga rồi, tức là vào trong địa phận của ga. Dạ. Tôi đây vậy là tìm thấy người nhà rồi. Bác, bố, vâng. Vâng. Mình lấy vé chưa cô? In chưa? In rồi. Ừ. Là 7:30 là mới lên tàu ạ. 7:30 là xuất phát. 7:30 là chạy. 7 giờ vào. 7 giờ vào. À, thế thì còn hơn tiếng nữa. Đưa cháu. Vâng ạ. Bán Long đi có mệt đâu. Hôm nay là 8 ngày, 9 ngày, 8 ngày rồi. Mà chỗ cả mấy ngày, mỗi lần chuyến. Bác làm như tao, ngày sáng nay vào ra đây, bây giờ lại đi thì... Tao chả sợ. Làm ở trong này có đi ra đâu. Bác còn làm gì còn mỗi mình cháu già thì tao ra. Vâng. Cô... Bác là cô đi lại nó tốn kẹt, nói cho nó vui được không? Vâng. Tao còn hơn bố mẹ chỉ còn hít thở với tao. Cái thằng ở lại cũng mệt mà cái thằng đi cũng chết. Ngồi ba mươi mấy tiếng cũng ngồi mệt lắm. Chứ còn đi chứ 4 mấy tiếng, 4-8 tiếng. Ngồi mà mẹ không không. Ngồi tập độ khỏe đấy, đi 2-3 lần liền. 3 lần gì chưa? Em ngồi này em thấy mệt. Xuống chân này. Nếu chỉ có xuống chân thì mẹ chân như mẹ bà chửa không hết. Đây là mình bao bằng thời gian mà còn nhiều thì mời bác với cô về chỗ cháu chơi. Ôi, mà... cô đi cái việc này đi nơi biển chúng ta đi du lịch không dễ ngang dễ tắt. Khi đi du lịch không à, sợ chúng mất tỉnh. Bà về là ở dưới thì có kỷ vật gì không hay này? Không chỉ có. Chỉ để tên thôi. Chỉ có tên thôi. Tên với cả mình lại còn là cái thu thập cái sơ đồ trận đánh ấy thì nó đúng ở gần đấy luôn. Sương xiếc thì có không? Chắc là có.
tại vì đủ một trong cái bọc đấy thì bọn cô cứ thế là mang về luôn, lấy cái bọc đó luôn chứ không dám dở ra. Thì bây giờ thì nó cũng khi cái ba mấy năm rồi, nó về từ năm 80 mà. Hai nữa là nhiều khi cái thời điểm đấy cũng có khi là cũng không thể có lấy đầy đủ được. 80 mà năm nay là vâng, ở đâu? Ăn sáng với tàu, người ta nói khi lúc lên tàu, cô có bô mẹ nó gãy tao xuống tàu chứ. Đâu, cái đấy không phải gì đâu, cô chú. Kết quả là kinh nhiều thì... Không, không kinh. Đi xe ấy, giống như ngày xưa đi phả ấy, là chở con mèo đi nó không cho được cho. Cái lần tàu cái này nó không đúng. Thôi, cái này thì không sợ. Nhanh, cái mình ấy ai là bí. Bây giờ lên, bây giờ bố lên thì nó cũng đâu kiểm tra hành lý đâu, mình cứ để gọi là để trong là ấy thôi. Nhau này, chứ còn mẹ đã kiểm tra là cái gì, máy bay nó kiểm tra thôi. Nghĩa máy bay thì nó mới soi, chứ còn cái tàu thì không soi. Không mang máy bay thì họ soi hành lý hết, chứ còn cái này họ không soi. Đi tàu thì gọi là họ chỉ nói là không mang chất dễ nổ, dễ cháy, rồi cái Hàn Quốc cấm họ kia nói cái khơi thôi. Tao không ngồi đâu, nhưng không phải giả sử như ta chạy người ta đứng cái đúng như công việc người cái mà đứng lên nó phản ánh như vậy, nó không để trong tàu chạy mình chơi. Đây là người gia đình mình nhảy được, mình đang nghe kể cháu mình là mà cháu lắm cậu mới chưa. Dạ Bắc Long thì nhìn vẫn trẻ nhỉ. Cái bắt được cái đầu ấy, chẳng có tí đấy, con ta lấy. Em bật cái đẩy phát lên là... Sắp cái cạnh gì? Sắp cái cạnh gì? Tí đấy về chứ nó ghi là cái thân này. Cái này là hà Nguyễn Trân, Nguyễn Trân thì nó nói là biết không? Còn trong ấy thì đang rửa ra. Lông nó cho tất. Nói chung là nó hai chỗ ghi. Mà tìm được sớm thì bà mừng nữa. Ừ, đấy. Bà này yên tâm. Nếu bà còn chưa chắc em nó thì... Em nói thật đấy. Ở trong quán em vui tìm. Tìm sớm thì càng tốt chứ sao. Bà không chờ tìm được. Ừ. Thôi lễ tâm linh thế. Mà cái người nó bảo tao mấy năm nay tao biết là ông bên. Nhưng nghĩ là nó có đúng hay không? Còn đằng nào kêu nói về nó bắn tin thì ai mà dám gì? Bảo đây mẹ bảo về Hà Nội được gì? Đây Long An bắn tin gì ai gì? Nhớ riêng hôm nay bật lên thế em mới tin được. Vì này nhá, nếu còn nhiều lắm không tin. Ví dụ như bảo còn còn từ quá nhiều. Không chuẩn nữa. Bởi vì người ta bảo là bố em trúng đúng một quả cối. Nên nói chung là không còn nguyên vẽ. Hôm nay mà bật lên mà nó nhiều đi. Thì lại không đi mà. Em nói là trong tâm em vẫn nghĩ là như thế. Hôm nay ít hơn chẳng hạn. Thì nghe kể thì thế mà nghe kể là giống như sẵn là giống như là kiểu như chỉ thu gom được rất là ít. Đấy, đấy theo nguyên định người ta bảo như thế. Thế nên nhớ cô rất là lo, ví dụ như bây giờ nó còn có cả sọ và xíu nữa. Đúng là thật sự. Nhiều khi sợ là nhầm đúng không? Nhầm. Nhưng này chỉ không có chỉ tí thôi. Mua nhiều đâu. Nó cũng có xương. Em nói là được. Đúng không? Ít hơn nói như thế thì cô yên tâm, tại vì cô đã tâm có nghĩ là nếu như hôm nay mà mình có sợ giết nhiều là sợ là không phải. Có thì trước cháu cũng nghe bà nói thế đấy. Bảo là bị hai lần thì nào đấy giống như là cái lần thứ hai thì nó là cày sới lại thôi đấy. Còn kết quả chính là ông bị quả pháo cối luôn, nghĩa là không còn nguyên vậy. Thế nhưng mà cô nghĩ như này này, ông mình nó có khi may như này này, kiểu như đồng đội vội nhưng mà lần thứ hai nó không cày đến nữa.
là sau này là dân khai hoang phá hóa là người ta quy tập được sớm năm 80 đã về đấy rồi mà. Đấy, thế nên em mới đoán là quy được sớm như thế, chứ còn chứ cô nói với cháu nhá, 567 thì năm 80 đã quy tập rồi, có 13 năm. Thì lúc khi cháu vừa dậy, chiến tranh Hòa Bình gần như chứ, 578, 79 còn chiến tranh với bọn Campuchia cơ bạn. Thì ấy đó, thế nên cô nghĩ là quá lông, cháu hiểu chưa? Nó ngay trên chốc thôi, nó không cày đến cái chỗ đấy, nó rất may, nó không cày đến cái đấy thôi. Là nhà mình là may được như thế. Chứ hôm nay mà, tại nhiên là nhiều, còn cũng hoang mang. Hôm nay rất là tí tí thôi. Hôm nay mà còn bảo không có sự rõ ràng nữa thì em mới là đi anh cũng muốn hốt chứ. Tại vì hốt được vì cái này này, sợ của ông ấy. Nói chung người của nhà mình thì nó mình yên tâm hơn đấy, còn giống như này nó lại nhiều cái này nhiều khi này đấy. Nọ kia mình nó ít lắm là... vâng. Nhiều lắm rồi ạ, nhà sĩ có dành nhiều lắm rồi chứ cái tên.
thì cũng nhiều trường hợp là gia đình người ta cũng không có điều kiện đi tìm, hoặc là cũng gia đình có mấy người Lâm Hà đấy mất rồi chứ, tên tuổi đàng hoàng cơ. Chứng minh là nó như bài toán chứ không phải chứng minh là đúng luôn, đọc luôn ở trong luôn. Thôi mình đi về đúng mưa đi chồng ạ. Vâng, cháu ngồi chơi tí đã rồi. Thôi như thế là được rồi. Bọn cô về đấy thì là nói chung là cái này thì ở xã với huyện người ta cũng ấy tổ chức cho chắc ông. Người ta sẽ tổ chức đúng không? Vâng. Thì là đưa ông về Nghĩa Trang thôi. Vâng, rồi. Đây là mừng chứ không có thế là mừng rồi. Thôi thế cháu chào bác nhé, chào bố, chào cô. Bác đã vào chưa? Cháu gửi tiền. Có giải hết rồi. Cháu đi nhé. Đi đi, về đi. Đúng không?